Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Bên em thì mới về hai chiếc đài radio cassette, một chiếc là của Sony và một chiếc của JVC. Thì em lên clip test nhanh luôn cho các bác xem. Ở mỗi clip em đăng lên kênh YouTube thì em đều báo giá chi tiết này, giá là công khai và hình thức máy thì có mô tả qua cho các bác xem. Và như những các bác nào mà thích hình xem hình ảnh chi tiết ấy, thì có thể vào Zalo của em theo số điện thoại đang hiển thị dưới màn hình. Cho nên là mọi thông tin về máy này, thông số kỹ thuật này, cũng như là hình thức giá cả thì em đều công khai nhé các bác nhá. Không có gì phải giấu giếm cả. Cho nên là các bác chú ý theo dõi video clip của em. Thì ở trong đó thì em đã báo giá hết rồi. Em rất ngại việc báo giá qua điện thoại cũng như là inbox, tại vì nó tốn rất nhiều thời gian của em. Cho nên là em muốn làm một lần và các bác xem là dễ hiểu luôn. Thứ nhất là giá cả công khai thì nó cũng dễ bán nữa. Và thứ hai là ở kênh của em thì đa số là những cái dòng đài Sony là nhiều. Sony này, JVC, Nationan thì cũng có nhưng mà ít hơn. Đa số là Sony. Nhiều bác thì cũng hay hỏi em là vì sao nhập những chiếc đài Sony đấy mà có thể là những chiếc đài model nó rất là nhiều, lặp đi lặp lại. Thì em cũng trả lời luôn cho các bác là vì những chiếc đài Sony đấy nó dễ dùng này. Đa số là những các bác bây giờ lớn tuổi rồi, mua tặng các cụ chẳng hạn. Ở nhà mà những chiếc đài mà nó quá hiện đại chẳng hạn, hoặc là nó nhiều nút quá, thì các cụ cũng rất là khó dùng. Và cái nữa là cái dòng đài Sony thì nó cũng rất dễ sửa chữa nữa, vừa dễ dùng lại vừa dễ sửa chữa. Cho nên là em bán nó cũng yên tâm hơn. Thứ nhất là em bán ra cũng còn bảo hành, bảo dưỡng, chứ không phải là bán rồi thôi. Ví dụ những cái dòng máy nào mà nó bảo dưỡng dễ, thay thế linh kiện nó sẵn, thì em bán nó cũng nhẹ nhàng hơn, rủi ro ít hơn. Và mức độ phổ biến của những chiếc đài Sony ở Việt Nam mình thì nó cũng nhiều nữa. Đặc biệt là những chiếc đài xuất như chiếc đài Sony 300m ở dưới đây, hoặc là những chiếc đài như là Sony 3 cây gậy này, 710 này, 715 này, từ những năm 90, 91 ngày xưa xuất sang Việt Nam mình rất là nhiều. Các bác sử dụng nó nhiều nữa, cho nên là bây giờ hàng nó cũng có nhiều hơn những chiếc đài khác. Cho nên là em bán cũng sẵn hàng hơn. Ví dụ như chiếc đài Sony 300m này, thì cách đây khoảng chục hôm thì em cũng đã đăng một clip, trước đấy thì em đã bán rồi. Hôm nay thì em về thêm một chiếc nữa. Chiếc này là chiếc hoàn toàn khác nhé các bác nhá. Ví dụ mà cái máy em đăng lại thì em sẽ báo là máy đăng lại. Còn máy hàng mới về, hình thức khác thì em sẽ phải miêu tả lại. Vì hàng mà đã qua sử dụng thì mỗi máy nó một khác, đặc biệt là cái phần đầu tư nữa, không phải máy nào nó cũng giống máy nào. Cho nên là em sẽ phải làm clip mới. Để không mất thời gian của các bác nữa thì bây giờ em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng máy luôn nha các bác nhá. Và bác nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì nhớ bấm để tiện theo dõi những video em đăng lên sớm nhất. Đầu tiên ở bên phía trên này là chiếc đài cassette JVC PCV77, một model rất là hiếm gặp ở trên thị trường. Ví dụ như ở trên kênh của em thì đếm trên đầu ngón tay thôi. Từ hồi giờ thì em bán rất là ít cái dòng này vì máy nó cũng không có nhiều. Ở trên thị trường bây giờ thì nó cũng rất là hiếm nữa. Dòng V77 này thì thuộc lại dòng đời cao hơn của JVC. Dưới nó thì có dòng V55 này, JVC W100, W150, PC3747 các thứ. Nhưng mà dòng V77 này thì nó ít hơn. Nó có hai loa chính này và một loa bass giả lập âm thanh 3D ở giữa thân máy nữa, cho nên là cục máy của nó rất là nặng. Riêng cục giữa này thì nó nặng đã gần 5kg rồi. Hồi sáng thì em cũng đã cân, hàng về em đã cân. Cục giữa rất là nặng, hai loa nữa, cả loa cả máy thì khoảng 7 cân, hơn 7 cân. Chính vì nó có thêm một loa bass ở bên trong đây đánh ra thì nó như một loa súp, cho nên là âm bass của nó nghe rất là nịnh tai, nghe âm thanh khá là lớn. Cái này các bác có thể nghe được nhạc vàng sau 75 này, Bolero đời mới bây giờ, cái dạng mà nịnh tai, bass nghe nhiều rất là hay. Vì nó có cả cổng loa in ở phía trên nữa cho các bác cắm nghe nhạc từ điện thoại. Có thể kết nối thêm được với một chiếc USB Bluetooth để nghe nhạc Bluetooth luôn, rất là tiện. Còn về kích thước của chiếc đài này thì nó có chiều ngang là 63cm, cao là 20cm, thuộc dòng đài 3 cục. Hai loa này thì các bác có thể tháo rời được. Hình thức của chiếc này thì còn khá là đẹp, tầm 80-85%. Nước sơn nguyên bản này, loa và máy thì em đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Với phần loa thì không thay thế gì nha các bác nhé. Còn phần bộ cơ của băng thì dây cu loa này thay mới này, bánh tì em đã vệ sinh sạch sẽ để các bác sử dụng lâu dài hoàn toàn yên tâm. Ở phần cục giữa này thì các bác có thể nhìn thấy ngay ở trung tâm này có chữ 3D màu đỏ,
là đánh dấu cái âm thanh 3D từ âm bát cộng hưởng ở bên trong loa này đánh ra. Và bật tắt 3D này thì có một nút 3D màu đỏ bên tay trái này, tắt thì cái đèn nó sẽ tắt và cái bác mở lên thì đèn nó sẽ sáng. Khi các bác bật chế độ 3D này thì âm bát nó sẽ đánh rất là mạnh nha các bác nha. Còn các bác không thích nghe nhiều bát thì các bác tắt đi. Nó có cái loa bát ở bên trong đây. Còn bên phía trên đây là cái màn hình hiển thị băng tần radio, nó ghi này digital. Phần dò băng là hoàn toàn bằng điện tử, không phải dò sóng cơ như một số chiếc đài khác. Chiếc đài này khá là đặc biệt, dò bằng nút bấm nhé các bác nhé. Và hiển thị luôn cái tần số bằng điện tử, cho nên là dò rất là chính xác. Ví dụ như một số kênh đài ở đây em bắt nhìn là đài 99,9, đài của thành phố Hồ Chí Minh này, 102,7 này, là đài VOV3. Thì chúng ta dò đúng sóng, ví dụ như 102,7 thì nó nghe rất là chuẩn luôn. Còn các nút bấm ở dưới này là chọn kênh radio đã lưu sẵn của đài nha các bác nhá. Riêng nút ngoài cùng ở bên tay trái là để các bác chọn băng tần giữa AM này, FM cũng như là băng tần khác thì các bác sẽ bấm vào đây. Còn dò sóng lên xuống thì các bác sẽ bấm hai nút ở trên này. Để bây giờ em sẽ dò sóng đài thành phố Hồ Chí Minh cho các bác xem thử này. Ví dụ ở đây em sẽ dò sóng trên này, em sẽ bật qua cái phần radio. Và em sẽ dò tiến lên tần số 99,9. Đây, 99,9. Kiến thức này và truyền tải rộng rãi càng nhiều càng tốt trong cộng đồng để mọi người dân chúng ta có một cái nhận định đúng về vấn đề bệnh đột quỵ. Ưu điểm của cái dò sóng điện tử này thì các bác sẽ dò đúng tần số này, không bị nhiễu sóng này, cũng như là cái phần bấm này nó cũng rất là đơn giản nữa, chỉ cần bấm lên lùi xuống thôi. Nó không giống như kiểu dò cơ này, sẽ phải dò qua dò lại chờ đúng nét thì các bác mới nghe. Cái này là đúng tần số là nó nghe sẽ rõ. Ví dụ ở đây sẽ dò thêm tần số 102,7 đài VOV3. Thì các bác cứ chọn đúng là nó chuẩn thôi. Đây. Đây là ưu điểm của cái dò sóng điện tử này. Còn em thấy một cái nhược điểm nữa là nó chưa làm cái phần làm dò auto như những chiếc đài đời mới bây giờ. Ví dụ như những chiếc đài như là trên xe hơi chẳng hạn, là chỉ cần bấm một nút thôi là nó tự động dò tới tần số nào nó sẽ dừng lại. Cái này thì các bác vẫn phải bấm tiến lên lùi xuống. Thì cái này cũng chấp nhận được vì là đài cổ từ những năm 90. Dòng đài ngày xưa thì người ta sẽ chưa thể làm những chức năng hiện đại như vậy được. Đấy là em nói với phần nếu mà có thêm thì tốt thôi. Còn so với cái phần dò cơ thì nó đã hiện đại hơn rất là nhiều rồi. Tiện hơn, dò chính xác hơn, âm thanh nghe rõ hơn. Còn đây là mặt phía trên điều khiển của đài. Thì ví dụ như đây là phần volume này, to nhỏ này, 5 cần gạt để các bác chỉnh equalizer bát mic chép này. Cần gạt để các bác chọn chế độ băng. Đài này nó chơi được cả băng metan luôn nha các bác nhá. Băng metan, băng chrome, băng normal, 3 chế độ băng. Cổng line in này để các bác nghe nhạc từ điện thoại laptop này. USB và Bluetooth thì các bác cắm ở đây. Cần gạt để các bác chọn chế độ này, băng cassette này, radio này, line in này. Đấy, chỉ cần gạt lên gạt xuống là được. Rất là dễ nha các bác nhá. Đấy, nó làm cái phần điều khiển thì ở ngay trên mặt trên này. Ok, phần radio của chiếc đài này thì các bác hoàn toàn yên tâm rồi. Dò sóng bằng điện tử này, FM 108, bắt được tất cả các đài tiếng nói Việt Nam. Cực kỳ khỏe nha các bác nhá. Sóng radio cực kỳ khỏe và cũng như là nghe nét. Cái phần này thì em đảm bảo cho các bác rồi. Còn về phần băng cassette thì bây giờ em sẽ test nhanh luôn hai cửa băng cassette cho các bác nghe. Với phần băng cassette thì đầu từ em cũng đã vệ sinh sạch rồi. Và đầu từ của nó thì cũng đang còn mới nữa, không có vấn đề gì cả. Dây cu loa này, từ dây cu loa em đã thay mới này. Bánh tì cũng đã vệ sinh sạch sẽ này, nghe hoàn toàn yên tâm. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề cùng đường
đón nhau về thăm đôi nhân tình trẻ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tay gối, chia ly có gì vui. Trời mưa nghe ra vô tim, xua anh vào kỷ niệm thao thức trọn ca một đêm. Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa ngập lo. Hát nửa đi hương, hát điệu nhạc buồn, điệu nhạc quê hương. Hát nửa đi hương, hát lại bài ca tiễn anh lên đường. Ngày đào binh chưa biết còn bao lâu, cuộc phân ly mấy lắm thì qua. Ok, các bác có thể thấy được với hỗ trợ thêm một loa bát thì âm thanh của nó nghe tốt hơn rất là nhiều so với những chiếc đài cassette mà chỉ có hai loa chính thôi. Với chiếc đài cassette JVC PC-V77 này thì nó cho âm thanh bát nghe rất là ấm này, nịnh tai này. Các bác có thể nghe nhạc trẻ cũng được luôn. Ở đây thì em đi test nhạc vàng thế nha các bác nhé. Và chiếc đài này thì em đang bán với mức giá là 2.600.000 đồng, 2.600.000 nha các bác nhé. Các bác lưu ý và có thể xem thêm hình ảnh ở Zalo, số điện thoại trên bảng tên luôn. Các bác có thể vào Zalo đấy, em sẽ gửi hình ảnh qua cho các bác xem chi tiết. Và xuống dưới này là chiếc đài Sony CFS-300S thuộc dòng đài 3 cục gần như là lớn nhất của hãng Sony hàng xuất. Với kích thước chiều ngang của nó 75cm, cao là 27cm. Có kích thước chiều ngang là lớn hơn cả chiếc 99 nhé các bác nhé. Thì các bác có thể dễ hình dung, rất là lớn, công suất lớn này, nghe âm thanh to rõ, chạy hai cửa băng cassette, radio AM FM 108, bắt tốt các đài tiếng nói Việt Nam, có cổng là in ở phía sau cho các bác cắm nghe nhạc từ điện thoại này, laptop này. Và hình thức chiếc này thì em tuyển được hình thức còn rất là đẹp, tầm 85% tới 90%. Nhìn chung thì nước sơn đen, sáng bóng, chữ in không có bị mờ này, cũng như là phần loa em đã kiểm tra rất là kỹ rồi, còn rất là đẹp. Đầu từ mới luôn. Và cái phần nghe băng cassette của nó nghe tiếng cũng rất là trong nữa, không bị đục. Còn về mức giá thì chiếc Sony CFS-300S này thì em đang bán với mức giá là 2.900.000 đồng nha các bác nha. 2.900.000, bảo hành 2 tháng, các chức năng hoạt động tốt từ băng cassette, radio tới cổng là in, các bác hoàn toàn yên tâm. Ở chiếc này thì em sẽ không giới thiệu chi tiết như chiếc JVC ở bên trên nữa, vì các chức năng sử dụng thì em đã giới thiệu nhiều ở trên kênh rồi, cũng như là dòng đài Sony thì các bác đã quá quen thuộc, rất dễ sử dụng. Cho nên là bây giờ em sẽ test nhanh luôn qua cái phần băng cassette và radio cho các bác nghe nhé. Tôi trở lại vùng hành quân, vùng xa xôi đã sỏi buồn. Ba lại đi giữa lành
Khai thác của Hồng Nhung liên quan đến cái chuyện Nhung có gia đình hay không không anh Hiếu? Khai thác giùm những cô gái khác. Ok ha. Nha, nhớ nha. Khó quá hà. Chuẩn đô đốc Mai Trọng Định, chính ủy vùng 3 Hải quân cho biết, các đại biểu tham dự hội nghị lần này cùng nhìn lại những kết quả đạt được, tuyên dương cách làm hay, đồng thời chỉ ra những bất cập trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Hội nghị lần này nhằm tiếp tục. Các em không thể đánh giá tầm quan trọng của sự việc qua tiếng nổ mà chúng phát ra. Không, trời ơi, không. Justin. Em đã nói rồi. Angela nhờ em nhắn với thầy. Cô ấy chúc phúc cho thầy. Chị à, cảm ơn em. Ok, em vừa test chi tiết và báo giá nhanh hai chiếc đài radio cassette của ngày hôm nay. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em theo số điện thoại đang hiển thị dưới màn hình. Em sẽ nhận ship hàng toàn quốc nha các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.